Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Thôi giờ trễ rồi, con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, em nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ, em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả trời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả thì được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ, dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ, chị Hồng Vân. Dạ, trên đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Chắc Vân là chưa chị giả. Phúc Thuận khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, thì em nghĩ là chắc mua sữa. 1-2 trái chuối vậy thôi, không ngờ mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ buổi chào bá ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì á, thằng này tâm thần á, tao xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ Thanh Trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. À, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Vậy là sao? Biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm đó. Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi hay sao? Dạ không, em vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là Bụi Chà Bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai hả? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em
dễ sai, dễ biểu hả? Quen quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em, nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó, là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. À, tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mẹ để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? À. Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn á, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đâu, không cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng là mẹ chưa. Ồ, mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở xã em có tật xấu gì? Dạ, nhiều lắm đó, đại hội dạch mặt nhiều đó. Ơi là nhiều, ơi là không nhiều. Hết luôn. Đầu tiên là tính là quá là nhây. Giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha, vậy đó. Xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài. Tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chuyện nó đánh hết trơn rồi. Xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn, trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong rồi dám quýnh em tao. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mà chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em lại nói là phải quên. Thời vậy mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là lên trên mạng thôi. Bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về. Làm gì vậy? Thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường dạ hay có, thể hiện dạ chứ. Có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá, đụng trúng cái bàn nghe cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng hí lại. Xong rồi cái chồng em lại nhìn em, nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi, em tái một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ. Ủa em, nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hôn đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến ở đâu. Trời ơi đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là đập. Cái lý do chồng sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè,
Rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá, đúng không? Dạ. Yeah. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giơ tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao? Không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con. Xong hết. Không nói gì nữa, đó cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả, mấy kiểu lúc đó cũng chán, nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Rồi bây giờ tới em đó, Hotspay này có thật xấu không? Dạ giờ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bà ngoại cũng lo nhiều. Bà ngoại nữa. Thì nó cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Yeah. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Yeah. Học đến nơi đến chốn. Yeah. Rồi á là phải có cái sự nghiệp. Yeah, người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc. Yeah. Mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Dạ. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Còn ảnh nhìn qua em thì về sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không ạ. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Dạ, chào anh chị. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Ngọc Tài. Thì hiện tại em sinh sống ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp của em là kỹ sư ô tô. Dạ. Thì năm nay em 30 tuổi. 30. Dạ. Tài. Dạ. Con em. Dạ, em tên là Lê Trần Ngân Trâm, em sống ở Bình Phước nha. Năm nay em 28 tuổi và em làm kế toán nè. Nhìn cái áo của Trâm giống như là cái áo của em hả? Dạ, áo cưới của tụi em. Áo cưới của tụi em, dạ. Đúng không? Dạ. Em đang có tin vui đúng không? Dạ, em mới có em bé khoảng 2 tháng nha. Wow. Dạ. Thay mặt chương trình thì chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ. Có tin vui như thế này. Rồi, kể cho anh biết đi, hai bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em gặp ảnh là lúc mà em còn đang đi học cao đẳng, lúc đó em mới 22 tuổi anh. Em mới làm thêm ở một cái shop quần áo trên đường Phạm Ngũ Lão ở Gò Vấp. Và lúc đó thì em bán quần áo nên em cứ ngồi trong shop rồi em cứ ngó ra ngoài đường á. Thì đối diện cái shop em là cái quán lẩu nấm của ảnh, quán lẩu nấm An Nhiên. Em cứ ngồi em nhìn hoài vậy á. Em nhìn khoảng 6 tháng. Tại lúc đó ảnh làm đầu bếp ở trong nhà hàng á chị. Làm sao mà thấy ảnh? Nhìn cái chữ An Nhiên thôi hả, chứ đâu có thấy ảnh đâu. Dạ, nhìn xuyên vô cái xuyên vô cái kia là em thấy ảnh. Dạ, thì cái nhà hàng bên em á là cái bếp thì nhìn thẳng ra ngoài đường được. Thì khi mà đứng nấu á thì có thể nhìn ra ngoài đường đối diện bên đường được. À, tức là mối tình qua hai lớp kiến. Trong 6 tháng là chỉ nhìn thôi chứ không có bước qua mua bộ đồ nữa. Dạ, không ạ. À, tại bên đó bán đồ nữ. Mà bên đây không qua ăn lẩu nấm. Lúc em là em nghe nó mắc lắm, em không dám qua chị. Ồ vậy hả? Lúc đó ảnh là học đại học, ảnh đi làm thêm thôi mà ảnh đợi cái nón bếp trưởng trong nhà bếp á, ảnh đợi giùm cái cô bếp trưởng thôi chị. Mà em có tưởng là ảnh là bếp, cái giống như em ngưỡng mộ thầm vậy. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng vậy, em có ngồi em nhìn miết vậy. Ai vậy là đội giùm thôi. Dạ, ai vậy mà đội giùm. Nóng quá, cô là biết đội đúng không? Dạ. Còn ảnh nhìn qua em thì về sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em.
còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, tỏi lòng à. Mình đang, chị em mình đang nghĩ tới một đó là cái tình mối cảm. Tình qua hai lớp kiến, phải là 6 tháng trời chỉ nhìn nhau thôi qua lớp kiến, và cuối cùng là sao, kết quả là ông nhìn chiếc mô tô. Lúc đó thì nói chung là em cũng chưa có xin số điện thoại, thì 6 tháng xong rồi em học bài thì cũng buổi trưa cũng buồn quá, thôi kiếm ai nhắn tin nói chuyện cho vui. Thì lúc đó thì nhìn qua nhìn lại thì vợ em cũng nhìn qua em, em cũng nhìn lại, rồi xong rồi em cũng giơ tay lên xin số điện thoại. Rồi xong rồi vợ em cũng đâu có sẵn, giơ lên luôn. Rồi xong rồi em cũng lưu trong số điện thoại nhắn tin qua. Em biết sẵn trước đó mà em không dám đưa. Em nói hay là mình giơ mình làm quen ảnh đi, chỉ làm quen kiểu thích nhau thôi mà đâu có gì đâu, mà ngại không dám đưa. Cái ảnh vừa giơ dấu hiệu hai giày cái em cũng hai lại. Xong rồi anh xin vậy, cái ảnh vừa xin cái em giơ. Wow. Có ghi sẵn rồi, có ghi sẵn rồi. Em ghi sẵn rồi. Sau khi lấy được số điện thoại rồi sao? Rồi em nhắn tin. Thì nhắn tin nói chuyện khoảng thời gian. Mới đầu nhắn tin thì em cũng nói bằng tiếng Anh thôi, chứ không có nhắn tin bằng tiếng Việt. Thì vợ em thì lúc đó cũng học bên chuyên, cũng thuộc về bên du lịch, cũng thuộc tiếng Anh. Thì nhắn, nhưng mà vợ em tiếng Anh giỏi hơn, cái em nhắn không lại, em nói thôi nhắn tiếng Việt đi. Lúc đó em ngộ nhận nữa chị, em nói trời anh này đầu bếp. Mà lúc đó em không có phân biệt được giọng miền Trung, nói chuyện lơ lớ nha. Ảnh gốc ở Nha Trang á chị. Em nói cha anh này đầu bếp chắc bên nước ngoài mới về khoái nữa. Coi như nói tiếng Anh, dạ. Mà giọng lại lơ lớ. Đó mà đeo ấy cái nón mà của bếp trưởng, dạ. Tuyệt vời quá tưởng gì đồ, nữa. Tưởng đầu bếp Việt Kiều nữa. Bao lâu thì đi chơi lần đầu tiên? Ban đầu thì nói chung là em cũng tò mò, em cũng thử nhiều cái lắm. Thì em hỏi thôi ít bữa hẹn cho hôm cái đi. Cái vợ em cái nói chửi em đồ biến thái. Chưa gì đòi hôm ta. Rồi nấu ăn chay rồi nấu chay rồi mày sao người kỳ cục gì đó. Rồi xong em giận quá em không có nhắn tin nữa. Khoảng mấy ngày tuần gì đó rồi nhắn tin lại rồi rủ đi uống nước mía. Thì xong mới đầu gặp lần đầu tiên là ở quán nước mía ở trước Bixi. Đó là lần đầu tiên đó. Dạ, lần đầu tiên. Rồi đến khi nào thì mới tỏ tình? Yêu trong 3 năm thì nói chung là cũng vợ em tỏ tình em. Tỏ tình sao em? Em nói em thích ảnh. Xong em nói là anh thích em đi, anh thích em là anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Anh nói ảnh lo công việc chứ, chứ ảnh chưa có xác định. Xong em mới nói vậy thôi, chỗ làm em cũng có người thích em á, người ta rủ em đi chơi vậy em đi nha. Xong anh kêu em đi đi. Cái xong cái anh chỗ làm em thì anh hay tặng hoa em lắm. Cái mỗi lần em đi chơi với ảnh em có cầm theo bó hoa của cái anh kia tặng. Cái xong về sau anh mới nói với em là thôi đừng nhận hoa nữa, tự nhiên thấy khó chịu quá. Xong em mới nói đó, vậy là anh thích em rồi đó, em nói mà, thế nào anh quen em đi anh cũng thích em à. Vậy á. Gài mất đi luôn. Một cái lý do nào mà để em quyết định là thực sự tiến tới cái vấn đề mà yêu bạn này? Thì em học xong đại học thì em về Nha Trang, thì vợ em ở lại trong Sài Gòn. Thì lúc đó vợ em cũng về lại Bình Phước rồi. Trong thời gian một năm đó thì yêu xe vậy đó, nhắn tin qua nhắn tin lại rồi gọi FaceTime nói chuyện. Thì xong thì đợt đó thì cũng không hiểu vì sao thì giận cũng cái tháng á, lúc đó căng lắm là định chia tay luôn rồi đó. Rồi em cũng nghĩ giờ mà nếu mà mình vậy thì không được, thì giờ mình cũng nhớ người ta mà giờ mình làm gì cũng khó coi. Xong qua tháng 9 tháng 10 kia em điện em đòi cưới. Xong rồi giờ em cũng đồng ý luôn. Giờ em đồng ý thì từ tháng 11 đến tháng 1 là bắt đầu tranh thủ nhau cưới luôn. Có nghĩa là đám cưới, từ lúc đám cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 6 tháng ạ. 6 tháng, dạ. Quá, có nghĩa là quá son rồi đó. Đó bây giờ ở với nhau 6 tháng rồi, anh ấy có thật xấu gì không? Trong quá trình 6 năm là em lúc mà tìm hiểu là em thấy cũng có những cái tật đó như là cọc tính bảo thủ này kia. Thì về ở với em thì hiện giờ thì cái tính đó vẫn nó tăng hơn á. Em ví dụ như là em xay nước ép trái cây hay cái gì đi, em xay cà rốt với lại thơm này kia chung với nhau ấy, là ảnh bắt em phải chứng minh là hai cái loại đó là nó tương tác với nhau là có cái gì không mới được uống, còn không được uống. Mà em nói là em thấy người ta xay cũng đâu có gì đâu, mà ảnh kia em phải chứng minh, nhiều khi em phải nhiều lúc nhiều cái chứng minh cho ảnh biết, em phải lên mạng em tí em kiếm này kia ảnh mới chịu uống, còn không ảnh không chịu không. Uống tại vì em á thì em sợ bị đau bụng. Dạ. Cứ tại vì nhiều cái loại trái cây khi nó thích hợp thì không nói gì, nhưng mà nhiều khi nó tương tác với nhau nó sẽ bị ngộ độc. Cho nên em cũng sợ mỗi lần cứ làm gì mà trộn tổng hợp là em sợ lắm. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Dạ hình như em thấy chỉ có vậy thôi. Bảo thủ, cọc cằn,
Dạ. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì nói chung là cái tính hay lo cho em. Hồi xưa tới giờ thì vẫn vậy, nhưng mà em thì em cũng nhiều lúc thì cũng bực bội về vấn đề đó. Thứ hai nữa là hay theo ý của người khác mà không phải tự mình quyết định. Đó thì cái tính theo ý của ai? Của thì... em hay là của ba mẹ hay là của bạn bè? Nhiều khi của bạn bè cũng có, người dân của em cũng có, nhiều khi trái ngược nhau á thì... Không có chính kiến hả? Dạ đúng rồi, không có chính kiến. Có ghen không? Ghen thì vợ em không ghen. Thì vợ em tin tưởng em lắm. Thì trong quá trình đó thì nói chung là chưa gọi là từ khi mà quen nhau cho đến cưới bây giờ là chưa có nói một từ chia tay với em lần nào hết. Cho em nói với vợ em là em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em nói với vợ em là muốn thay đổi là mình phải chính kiến lên. Dạ, chính kiến lên. Ngày thứ hai là phải ví dụ như là phải nhìn nhận cái sự việc. Dạ, cho rõ ràng hơn xíu. Còn em muốn Tài thay đổi điều gì? Dạ, chỉ bớt cọc với bớt bảo bớt thủ. Cọc, bớt bảo thủ. Hai tật xấu kể ra cũng là sự mong muốn thay đổi luôn, phải không? Dạ. Chị thấy vậy nè, cái cảm giác của chị thôi nha, là trong cuộc sống của vợ chồng em á, vợ em thương em, lo cho em nhiều hơn. Tỷ lệ cũng khoảng là 64 hoặc là 73 đó. Với em á, em quá thương chồng em. Em muốn thể hiện hết tất cả những điều đó cho chồng em hiểu là em thương chồng em. Em lo quá đó. Đôi khi cái đó nó tạo ra cái dở cho mình. Dạ. Cái dở cho mình ở đây là sao? Nhiều khi á, chồng mình sẽ cảm thấy là sẽ hơi bị vướng víu. Nếu mà trong cuộc sống vợ chồng á, cái sự tương tác á, nó phải nhận được cái sự tương tác. Ví dụ như cái điều em làm là cái điều chồng em muốn. Dạ. Thì cái đó quá tốt. Nhưng mà cái điều mình đang làm mà đó chưa phải là cái điều chồng mình muốn, thì mình phải thay đổi chiến thuật. Cách giữ chồng thì có trăm ngàn cách. Đó thì bây giờ mình phải xem cái cách nào là cái cách mà chồng mình muốn để mà mình làm, thì nó sẽ tạo ra cái sự mà thoải mái ở chồng mình, để mà yêu vợ mình hơn, để mà cảm thấy rằng á, mất đi cái người vợ này á, là sẽ không tìm ra một người nữa. Tại đúng, vì em có nghĩ như vậy. Em hiểu không? Dạ. Rồi. Ha. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Thứ tiên đó chính là một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Giacchio trên toàn quốc. Món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú. Được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Dầu Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn đâu lưng lại nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn sợ con gì nhất? Tài sợ con gì nhất? Con sâu. Đánh sợ con gì nhất? Mở ra. Con gián. Con gián. Mời hai người vợ bước lên một bước. Rồi quánh tôi sầm đi. Quánh tu si. Rồi xong. Mời hai vợ chồng em chọn trước màu gì? Em chọn màu xanh. Màu xanh. Hai chồng em? Màu đỏ. À, định mệnh tôi nữa. Định mệnh nữa. Đi thôi, mình cứ qua để hưởng đi. Cái màu rất mạnh mẽ. À. Thôi quý vị khán giả đếm. Chuối nồi. Mời quý vị khán giả đếm nào. Và chúc mừng cặp vợ chồng em. Đêm nay sẽ có được một cặp vé đến với sân khấu Chị Hồng Vân nha. Chúc mừng. Và cũng chúc mừng cặp vợ chồng của Tài và Trâm đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là một chiếc TV Smart 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino. Như vậy, tuần này khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son sẽ có cơ hội nhận được quà, đó chính là một voucher giảm giá 50% đến từ thương hiệu Giacchio khi mua máy lọc nước của thương hiệu này. Để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng Khánh Thanh yêu nhau bao lâu thì cưới? A 4 tháng, B 5 tháng, C 6 tháng. Đến đây thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.